Chào các bạn, trong clip này tôi nói về vận mệnh của tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm mới 2022 nhâm dần, xem có những cái gì đặc biệt và cần lưu ý, cũng như là hướng hóa giải như thế nào nếu gặp phải sao xấu. Tuổi Bính Tý năm nay có rất nhiều biến động cả trong sự nghiệp lẫn tình duyên, có nghĩa là công việc của họ cũng có thể thay đổi, cũng như là tình duyên, có nghĩa là kể cả người yêu cũng có những sự đổi mới. Đổi mới ở đây có nghĩa là cả tốt cả xấu. Người chưa có thì dễ có người yêu, tuy nhiên là những cái mối tình, những cái bạn mà chưa chắc chắn thì có thể cũng bị thay đổi, tức là nó có xáo trộn. Xáo trộn ở đây nó hàm ý cả tốt cả xấu, những cái biến động làm cho cả công việc cũng như là chuyện tình yêu nó không thuận, nó không thuận được như trước. Người tuổi Tý này thì trong năm mới thì cần phải có nhiều đột phá hơn và có mục tiêu rõ ràng hơn, kể cả trong công việc lẫn tình duyên, tức là khi định đi đến hôn nhân hoặc là tiến sâu hơn thì phải có cái mục tiêu cụ thể, không được đứng núi này trông núi nọ. Và trong công việc càng phải như vậy, tức là định làm gì phải có mục tiêu, vì nếu không có mục tiêu thì họ rất dễ bỏ dở, tại vì là bị biến động nhiều mà. Năm nay biến động nhiều làm cho cái tâm tư suy nghĩ của họ không ổn định, nên là có cái khả năng đứng núi này trông núi nọ, kể cả công việc lẫn tình duyên, tức là có khi thấy một cái công việc nào có cái vẻ ngon cái là họ bỏ luôn việc cũ, họ không làm nữa, không nhất quán. Nên là việc xác định xây dựng cái mục tiêu ngay từ đầu năm là điều rất quan trọng. Khi làm việc thì các bạn lưu ý là không được chủ quan trong bất cứ công việc gì, bất cứ một vấn đề khi thấy, bất cứ một công việc gì khi thấy vấn đề phát sinh thì các bạn phải chủ động tìm cách giải quyết. Và đặc biệt thì năm nay là do biến động nhiều nên là các bạn rất dễ bị phân tâm bởi những cái chuyện tình cảm nó lấn át trong công việc, tức là mình đang làm việc thì mình nghĩ đến những cái chuyện tình cảm ở bên ngoài, hoặc là nghĩ đến cô này cô kia, thế là cái công việc nó không còn công việc không được tập trung cho nó đầy đủ, nên là dễ làm sao nhãng mục tiêu, sao nhãng công việc, ảnh hưởng đến cái công việc thực tế đang là. Một điều cần lưu ý nữa về cái chuyện tình cảm là cái chuyện tình cảm, tình duyên dù nó được như ý hay không thì đặc biệt năm nay bạn phải là người luôn luôn chủ động nói chuyện, chủ động đưa ra vấn đề, chủ động giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tình cảm, chứ không nên là bị động hoặc là kệ muốn đến đâu thì đến, vì nó càng biến động thì mình càng phải chủ động hơn. Người Bính Tý thì năm nay lại còn về mặt sức khỏe thì phải để ý hơn đến bệnh chân tay hoặc là bệnh ngoài da, cũng như là những cái sự cố dễ liên quan đến chân tay, chẳng hạn như là ngã, hoặc là đang đi xe bị ngã, hoặc là chơi thể thao ngã, nói chung là xây xước xước sát, hoặc thậm chí là gãy chân gãy tay, thì đấy là những cái vấn đề mà người Bính Tý cần phải lưu ý nhiều hơn. Sang đến nữ tuổi Bính Tý năm nay thì họ có những một cái trục trặc y hệt nam, đấy là dễ bị tai họa đường sông nước, nên là các bạn cũng phải lưu ý. Ngoài ra thì người nữ Bính Tý năm nay rất dễ bị hao tài mất của. Cái hao tài mất của này nó khá là lớn, nên các bạn phải cẩn trọng trong những cái đầu tư làm ăn. Người tuổi Bính Tý với nữ thì cái tai họa lớn hơn, tai họa về sông nước lớn hơn, và cái ảnh hưởng về hao tài tốn của nguy hiểm hơn với nam giới nhiều,
Nên là với hóa giải của nam giới thì chỉ sử dụng linh phù hộ thân là được rồi, nhưng mà với người Bình Tý tuổi nữ thì nên sử dụng đeo cổ của ngài Thái Ất Cứu Khổ các bạn nhé, vì hình tượng của ngài Thái Ất Cứu Khổ có thể hỗ trợ cho tốt hơn. Thông thường thì với những cái tuổi nào mà khi tôi nói là sử dụng đeo cổ có hình ngài Thái Ất Cứu Khổ, có nghĩa là cái vận hạn năm đấy của người đó rất là lớn. Ví dụ như là nữ giới thì nặng hơn thì tôi mới khuyên dùng đeo cổ ngài Thái Ất Cứu Khổ, còn nam giới thì nhẹ hơn ở mức bình thường thì tôi khuyên dùng cái phù hộ thân này. Và với cái linh phù để giảm bớt cái sao xấu liên quan đến đường sông nước, mặc dù là liên quan đến đường sông nước nhưng mà của nữ giới thì lại năm nay tuổi Bình Tý nên dùng cái linh phù mộc này nha các bạn nhé. Và để kết hợp tốt nhất là dùng đeo cả luôn cái đeo cổ gì, đeo cổ ngài Thái Ất Cứu Khổ hành mộc, thì đấy là cái kết hợp vừa cả ngũ hành vừa là giải hạn cho mình. Hy vọng thì qua những cái trao đổi vừa rồi thì các bạn biết được đặc trưng, đặc điểm của tuổi Bình Tý cả nam cả nữ, cũng như là cái hướng hóa giải sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Sang đến nữ tuổi Bình Tý năm nay thì họ có những một cái trục trặc y hệt nam, đấy là dễ bị tai họa đường sông nước, nên là các bạn cũng phải lưu ý. Ngoài ra thì người nữ Bình Tý năm nay rất dễ bị hao tài mất của. Cái hao tài mất của này nó khá là lớn nên các bạn phải cẩn trọng trong những cái đầu tư làm ăn. Người tuổi Bình Tý với nữ thì cái tai họa lớn hơn, tai họa về sông nước lớn hơn, và cái ảnh hưởng về hao tài tốn của nguy hiểm hơn với nam giới nhiều. Nên là với hóa giải của nam giới thì chỉ sử dụng linh phù hộ thân là được rồi, nhưng mà với người Bình Tý tuổi nữ thì nên sử dụng đeo cổ của ngài Thái Ất Cứu Khổ các bạn nhé, vì hình tượng của ngài Thái Ất Cứu Khổ có thể hỗ trợ cho tốt hơn. Thông thường thì với những cái tuổi nào mà khi tôi nói là sử dụng đeo cổ có hình ngài Thái Ất Cứu Khổ, có nghĩa là cái vận hạn năm đấy của người đó rất là lớn. Ví dụ như là nữ giới thì nặng hơn thì tôi mới khuyên dùng đeo cổ ngài Thái Ất Cứu Khổ, còn nam giới thì nhẹ hơn ở mức bình thường thì tôi khuyên dùng cái phù hộ thân này. Và với cái linh phù để giảm bớt cái sao xấu liên quan đến đường sông nước, mặc dù là liên quan đến đường sông nước nhưng mà của nữ giới thì lại năm nay tuổi Bình Tý nên dùng cái linh phù mộc này nha các bạn nhé. Và để kết hợp tốt nhất là dùng đeo cả luôn cái đeo cổ gì, đeo cổ ngài Thái Ất Cứu Khổ hành mộc, thì đấy là cái kết hợp vừa cả ngũ hành vừa là giải hạn cho mình. Hy vọng thì qua những cái trao đổi vừa rồi thì các bạn biết được đặc trưng, đặc điểm của tuổi Bình Tý cả nam cả nữ, cũng như là cái hướng hóa giải sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.